Vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay giới thiệu với tất cả anh em này, đây là con cá hồi, nó có trọng lượng khoảng 10 kg. Đây là một trong những dòng big size của cá hồi nhé. Con cá hồi này thì chế biến được rất là nhiều món. Cá hồi mình có thể làm lên tới khoảng 20 món, 20 món chế biến cá hồi nhá anh em, từ sashimi này, các món nướng này, nướng kiểu Nhật này. Đấy, nướng phô mai này, nướng mọi này. Đấy, mình có thể anh em nào mà có nhu cầu muốn thưởng thức thì xin mời anh em qua Mr. Sin hoặc VA Đức Thắng để thưởng thức nhá. Rồi, xin chào tất cả anh em, cảm ơn anh em đã xem video nhá.